À, và bây giờ mình sẽ tiếp tục với bài 20 phần ôn tập. Thì để hiểu phần này thì các bạn có thể bắt đầu với việc là viết comment, ghi chú là dòng nào làm cái gì, dòng nào làm cái gì để các bạn hiểu rõ hơn. Cái thứ hai là với mỗi cái hàm print align khi mà nó chạy á thì mình truyền vào cái current line là cái biến mà ở đây, cái biến đầu tiên mình để số 1 đây, sau đó mình để current line bằng current line cộng 1 có nghĩa là bằng 2. À, current line cộng 1 có nghĩa là nó là tăng lên bằng 3. Và khi cái hàm current line này nè nó truyền vào bên trong á thì đã giải thích rồi, thì nó sẽ thằng này nó sẽ đưa vào bên trong và nó sẽ là cái biến này là cái like count, và mình sẽ in cái like count ra. Thì rất là đơn giản, cái phần này đơn giản, không có vấn đề gì cả. Phần này thì ổng nhắc mình là kiểm tra lại là cái hàm dep nè mình có định nghĩa đúng hay không, có định nghĩa đúng, nó định nghĩa sai là nó không chạy được rồi, cho nên nó cũng không có quan trọng lắm. Và phần này quan trọng, phần này nó ông kêu yêu cầu mình là lên trên mạng kiểm tra thử cái hàm seek này nó hoạt động như thế nào. Thực tế là đã thích sử dụng cái Python này hơn. Thì với hàm Python thì là gõ Python, và đã sẽ search là ví dụ như help Python help file.seek như thế này thì sẽ in được cái nội dung của cái hàm seek ở đây. Thì Đạt cũng biểu diễn cho các bạn vài lần rồi, có nghĩa là mình nghĩ là các bạn có thể từ ở đây để xem được. Thì bây giờ Đạt sẽ giải thích cho các bạn là cái hàm seek này làm cái gì, và Đạt sẽ giải thích rõ hơn một chút về cái khái niệm là when. Nhưng mà bây giờ Đạt sẽ đi vào hàm seek trước. Thì các bạn thấy ở đây hàm seek nó ok, khi các bạn đọc một cái định nghĩa của một cái hàm thì các bạn để ý là này là cái dấu ngoặc tròn này, cái dấu ngoặc tròn này và là cái dấu ngoặc vuông. Và dấu ngoặc vuông để làm cái gì? Các bạn nhớ điều này, dấu ngoặc vuông là để nói cái biến này, cái vị trí này, cái thông số này là optional. Optional nghĩa là có thể có cũng được, không có cũng không sao, hiểu không? Bây giờ mình sẽ coi thử là cái phần mà offset trước, tại offset nó bắt buộc phải có. Thì offset này nè nó là cái gì? Nó là cái số lượng byte mà mình muốn nhảy tới. Giả dụ trong trường hợp này thì mình đặt số 0, có nghĩa là nó sẽ nhảy tới cái byte đầu tiên của cái hàm cái file text .tt này. Nếu mà để là số 1 thì sao? Thì nó sẽ nhảy tới chữ h này. Mình muốn thì mình có thể thử ngay lập tức luôn, mình sẽ lưu lại thành số 1 và mình chạy lại cái lệnh này, mình thấy nó sẽ lên là his is like, tại nó mất chữ t rồi. Tương tự nếu mà mình đổi thành số 2 thì nó sẽ mất thêm một ký tự nữa. Tương tự nếu mình để số 2 thì nó sẽ mất đi một ký tự nữa. Ví dụ ở đây mình sẽ đổi lên số 2 đi và mình lưu lại, và bây giờ mình sẽ chạy thì các bạn thấy là nó sẽ mất một ký tự nữa là chữ h. Thì đây là cách của hàm seek nó chạy. Và bên cạnh đó nó còn có một cái khái niệm nữa gọi là when. Thì cái when này là gì? Cái when này là giá trị optional, nghĩa là có cũng được không có cũng không sao. Thì khi mà mình không có nghĩa là nó sẽ mặc định nó trở thành con số 0. Số 0 có nghĩa là gì? Số 0 nó có nghĩa là bây giờ có cái offset này nè, cái là cái số byte này nè. Thì nếu mà để số 0 á thì mày hãy nhảy tới cái vị trí đầu tiên của cái file này, em vị trí đầu tiên của file, và mình đếm số lượng byte. Giả dụ như bây giờ mình để là offset 2 đi thì nó sẽ tương đương với là offset 2,0, nó sẽ tương đương như thế này. Thì nó sẽ làm cái gì nè? Nó sẽ nhảy lên cái vị trí này, vị trí mà offset này nè, và nó sẽ nhảy ra hai cái tự, thì nó sẽ tới chữ chữ this này. Đây là cách nó hoạt động. Còn nếu á, mà mình để là số 1 thì sao? Ở đây nó bảo là nếu mà để số 1 á, có nghĩa là nó sẽ tìm xung quanh cái vị trí hiện tại. Có nghĩa là như thế nào? Thì ok, ta sẽ để số 1 ở đây đi. Để số 1 ở đây. Và bây giờ mình phải cẩn thận một chút. Mình thấy là khi đây là cái hàm preno này, nó đã đọc hết tất cả mọi thứ rồi đúng không? Thì nó sẽ dừng lại từ vị trí số 3. Bây giờ á, mà mình đặt vị trí số 3 là vị trí gì? Vị trí số 3 là vị trí mà xem nào, vị trí số 3 là vị trí cuối của cái file này rồi. Thì bây giờ mình đặt số 1 thì nó sẽ tìm xung quanh cái vị trí số 3 này, vị trí cái vị trí số 3 này nè, cái vị trí này.
Thì bây giờ mình sẽ tìm là mình không để thể đặt số 2 được mà mình phải đặt số trừ 2. Lý do tại sao? Lý do là trừ 2 có nghĩa là từ cái vị trí này là lùi lại 2 ký tự thì nó sẽ in được, nó sẽ nhảy ra số 3. Nên là chữ E này mình đã xin sẽ in được là đang nghĩ là nó sẽ in được lại xem nào, khoảng trống với lại số 3. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử là nó in được cái gì. Đấy. Đây, mấy bạn thấy nó in được khoảng trống và số 3 ở đây. Đấy. Thì đây là cái giá trị số 1. Nó có ý nghĩa là offset là số trừ 2, nghĩa là tôi muốn nhảy tới vị trí trừ 2 nhưng mà bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ vị trí hiện tại tôi đang đứng. Đó, là như vậy. Tiếp theo nữa là còn có một giá trị nữa là giá trị 2. Có nghĩa là bắt đầu nó tính từ vị trí cuối của cái file. Nó tính từ vị trí cuối của cái file. Ok, có nghĩa là nếu mà mình để số 3 ở đây đi. Đó. Thì nó không quan tâm là hiện giờ cái con trỏ này nè, con nhắc nhắc lại này nằm ở đâu, nó không quan tâm. Và nó chỉ tính từ phía cuối trở lên thôi. Thì cái này các bạn có thể tự nghiên cứu, tự mày mò ra để mà hiểu cái vấn đề sử dụng cái hàm seek này. Thì tôi nghĩ là cũng khá là đơn giản và cũng rất là tốt, các bạn có thể suy nghĩ và mình làm thì coi như đây là một cái bài tập các bạn đi. Và thực tế là Đạt cũng hiểu được vấn đề đó là nhờ Đạt lên Stack Overflow Đạt đọc, nhưng mà Đạt đọc những cái post cuối cùng thì mới thấy được là người ta nói về cái vấn đề này, tại vì thực tế là cái hướng dẫn ở trong cái này nó cũng hơi khó hiểu. Bây giờ mình sẽ đi qua cái phần comment. Còn cái nữa là cái dấu cộng bằng. Dấu cộng bằng là cái gì? Thì cái này nó, nếu các bạn nào học đại học C rồi thì nó dễ lắm. Thì thay vì mình viết dài dòng như thế này, mình viết như thế này, cộng bằng một, mình đây cũng viết cộng bằng một. Và bây giờ mình sẽ chạy lại cho các bạn coi. Để sửa là cái này. Rồi. Đây, thì nó thể in ra đúng chính xác là 1, 2, 3. Thì cái việc mà mình sử dụng dấu cộng bằng thì nó tương đương với cái sử dụng như thế này. Thì để giải thích cho. Thì cộng bằng có nghĩa là tăng lên. Bạn hiểu là khi mà bạn thấy chữ cộng bằng nghĩa là tăng lên. Ví dụ như current line cộng bằng nghĩa là current line tăng lên. Rồi bên bên phải nó sẽ có số 1 đúng không? Và current line tăng lên 1. Nếu mà mình thấy current line bằng 4 đi, cộng bằng 4 thì mới current line tăng thêm 4. Các bạn hiểu là như vậy. Rồi. Khá đơn giản đúng không? Và phần sau là phần comment certain question. Thì ở đây nó có cái hỏi là cái F là cái gì? Ok. Thì F là gì? Như lần trước Đạt đã nói, Đạt nhớ có một video Đạt nói về cái này. F, các bạn tưởng tượng như thế này. Các bạn có một cái đĩa, đúng không? Thì cái đĩa nó giống như cái file vậy. Nó là cái dữ liệu. Bây giờ bạn có một cái đầu đĩa, đầu đọc đĩa. Ok. Thì cái đầu đọc đĩa này các bạn có thể tưởng tượng nó giống như cái F này. Khi các bạn đặt cái đĩa vào trong cái đầu đọc đĩa, đúng chưa? Thì các bạn sẽ có những cái tác vụ có thể bấm play cho nó chạy. Cũng giống như mà mình vừa mới xuất ra toàn bộ nội dung của cái file này. Hoặc cái bấm là bấm rewind, nghĩa là quay trở về đầu, thì nó quay trở về đầu bằng cách là các bạn dùng cái là f.seek zero này. Đó. Thì các bạn có thể tưởng tượng cái này nó giống như cái đầu đọc đĩa và cái file chính là cái đĩa. Thì khi mà mình đưa cái file và đưa cái đĩa vào cái đầu đọc đĩa thì mình có thể sử dụng cái đầu đọc đĩa để thao tác trên cái đĩa đó, hoặc có thể dùng F để thao tác trên cái file đó. Thì cái file, cái F này ta gọi là file object. Hy vọng là mình giải thích hiểu được. Ta mới hỏi là tại sao có một cái khoảng trống ở giữa mỗi cái hàm này. Thì tại vì cái hàm readline lúc nào nó cũng thêm cái xuống hàng rồi đó. Thì để mà cho nó khỏi xuống hàng nữa, mình đặt cái dấu phẩy ngay đây cho hàm print thì nó sẽ tự động nó nối lại và mình sẽ thấy là nó sẽ hết. Tại sao cái hàm seek0 này nè nó không có chuyển cái biến current line thành zero? Thì như Đạt đã nói ở trên á, ở trước á,
là cái hàm like count này nè, cái là like này nè, cái biến này nè, nó không liên quan gì tới cái s này, hay nó không liên quan tới đầu đọc đĩa này. Nó giống như là à, lúc mà mình count đó, mình dùng ngón tay mình đếm, nó không liên quan gì tới cái đầu đĩa hết. À, về dấu cộng bằng thì Đạt đã giải thích ở trên rồi. Làm sao mà cái readline nó thể biết được là ở đâu là một cái dòng mới? À, ok, như thế này. Thì các bạn học lập trình thì các bạn đã nhớ là khi mà mình thêm cái dấu slash n này á, thì nó có nghĩa là xuống hàng. Thì cái dấu nó là dấu mà nhìn thấy, nhưng mà nếu mà trong cái chương trình của mình á, trong cái file của mình á, thì mình không có thấy cái dấu đó, mà cái dấu đó nó sẽ ẩn đi. Nhưng mà khi mà cái file đọc lên, nó sẽ tìm được cái dấu đó và nó hiểu, à, khi mà thấy được cái dấu mà slash n này á, thì nó hiểu là cái này là vừa mới kết thúc một cái dòng in ra và không in nữa. Khi nào mà mình gọi cái hàm readline một lần nữa thì nó in tiếp. Rồi, thì đã nghĩ là bài này tương đối có nhiều cái khái niệm mới mà các bạn chưa biết, không có vấn đề gì cả. Các bạn coi lại, ghi chú hoặc là đặt câu hỏi lên dạy học, Đạt sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.